cùng đoạn hết dự án rồi đi, không sao, đã đoạn tổng. Phần phút đội bị sạch hạng, phải tiền phương án. Phải tiền bồ đề là tiền bảo, phần bí quan. Tuy nhiên tôi nghĩ con, nếu không có tham sân si, làm sao sách vào ba dự án? Phật cũng vào trong ba dự án cũng phải tìm tham sân si, như vậy mới vào được ba dự án. Nếu ngài không tìm tham sân si, ngài không thể độ chúng sanh ba dự án. Vì thế tham sân si của Phật là kỳ thị. Nếu ngài có sự nhiều tham sân si thì đọa vào đường ác thì khó mà ra được. Ngài đối với đường ác để tự do đi lại, nghĩa là ngài cũng tham kiếm kiếm tiền, không cần tham lập tức đoạn tận. Ngài có năng lực này, vì thế ngài đi lại tự do. Chúng ta ngày nay thấp xuất si đã không thể không bạc hiểu được tham sân si của ngài dùng một cách tùy ý, thị hiện tùy ý. Nói có là có, nói không là không, ngài có bản lĩnh. Đây chính là trong kinh diễn giảng đó, vô trụ sanh tâm. Sanh tâm vô trụ, sanh tâm và vô trụ là một câu phải. Ngài sanh tham sân si, chứ không thể giải độ chúng sanh trong ba dục. Tuy sanh tham sân si, ngài có trụ trong tham sân si. Ở trong ba đường ác, bản thân ngài dựng chủ thích tiêu pháp giới, không có nhiệm vụ. Đây là động ác mà quán độ. Phật thì hiện vào trong lục đạo là động ác mà độ. Lục đạo là vô nhiệm. Ngài không phải thì hiện vô nhiệm mới vào được.
Từ quá khứ là hiện hữu, chúng phải họ báo. Chẳng qua ngài họ báo rõ ràng, biết trong đời quá khứ mình tạo những gì mà bị họ báo. Nhân nhục nhiều định, ngài cam tâm họ báo, đức tình nguyện. Không hề là thêm quá nhiều. Khi chúng ta gặp quả báo, gặp quả báo liên quan trời trách đất, không cảm tâm, không tình nguyện, không biết nghiệp nhân quá khứ của mình hiện tiền. Quả báo thiện ác đều là nghiệp nhân. Đây là nói về tánh ác. Những lời Phật là Bồ Tát hoàn toàn giác ngộ. Những nghiệp nhân quả báo này rõ ràng minh bạch. Không như phàm phu chúng ta, phàm phu họ báo không biết. Thank you.